chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động luôn được các cấp công đoàn trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã tạo ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho công nhân lao động, tiếp thêm động lực làm việc hiệu quả. Sau những giờ lao động tích cực làm việc tại các phân xưởng, nhà máy, thì việc tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn nhận được sự hưởng ứng, nhiệt tình tham gia của công nhân lao động của các đơn vị, doanh nghiệp, công ty sản xuất. Tùy vào điều kiện thực tế công việc, nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giải thi đấu định kỳ được các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở phối hợp tổ chức nhằm tạo ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Văn nghệ thì là mỗi một năm sẽ tổ chức một lần, còn thể dục thể thao, đại hội thể dục thể thao là 2 năm tôi sẽ tổ chức một lần. Và cái hoạt động này nó có ý nghĩa rất là lớn đối với đoàn viên công đoàn trong cái nâng cao cái sức khỏe của mình, cũng như là tạo cái động lực, cái sự phấn khởi để tạo động lực cho việc là hăng say trong lao động của sản xuất ạ. Chúng tôi rèn luyện sức khỏe để nâng cao sức khỏe để gắn bó với các công ty thành viên để có sự một đoàn kết tốt hơn này. Đây có sức khỏe tốt này, có tư tưởng đều thoải mái này. Ngoài các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức định kỳ và các dịp lễ, ngày kỷ niệm, các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức các hội thi dân vũ, hội thi nữ đoàn viên, công nhân lao động duyên dáng, giao lưu văn nghệ cho công nhân lao động. Tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các công ty thành viên với nhau và tạo sự rèn luyện sức khỏe và đoàn kết cho anh em với nhau và tạo sự giao lưu học hỏi giữa các công ty với nhau để gắn kết giữa các thành viên với nhau để có một đội ngũ mạnh khỏe hơn. Qua các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động, đồng thời thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao trong các doanh nghiệp để người lao động tiếp tục sáng tạo, làm việc năng suất, hiệu quả hơn, hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao.